cô chú anh chị và các bạn nha. Hôm nay thì sẽ cho bé Na một cái bất ngờ mới nữa. Na ơi, con lên ghế. Có gì con hút rồi luôn. À. Bất ngờ quá Na ơi. Này con lên ghế đi. Thầy lột ngang luôn hả? Không. Giỏi. Lần đầu bé Na gặp mấy cái búp sen này nè, bé Na sợ lắm. Bây giờ quý quen. Chứ lúc trước gặp búp sen là bỏ chạy không. Giỏi quá Na. Hay nha, ngon miệng nha. Cơm miếng coi. Cái gì không cho ăn hả? Người ăn miếng chứ. Không thể bóc vỏ ơi. Ngon quá ơi. Ngon quá ha. Cái kia có vỏ ra anh không chịu ăn ha. Giỏi. Sen này ngon. Mềm. Cái đó bỏ qua rồi cũng bóc làm gì nè. Lộn kẹp luôn đó nha nè. Nè, đưa lên. Từ từ, từ từ. Nè, giờ mình chơi một trò chơi nha. Chơi một trò chơi nha. Nha, nè. Ai không nè, nhìn nè. Nhìn nè. Thế nào? Bè. Bé nào? Bé nào? Này, hai tay này, hai tay này. Thế nào? Bè. Giỏi. Ôi dạ, ôi dạ, ôi dạ, ôi dạ, rồi. Chép chưa? Lột không kịp cho Na luôn. Nãy giờ chưa ăn được luôn nè. Họ bóc bóc vỏ luôn nè. Thôi như nè. Trời ơi. Thôi để đây, yên nào. Ai đâu mà lấy đâu mà gấp chứ không biết nữa. Ngon không? Hả? Ngon không? Nè con tự bóc vỏ đi. Tự bóc đi, cầm tay tự bóc vỏ đi. Cái đó còn vỏ đó nha. Đi đâu vậy? Này. Có gì trên đó rồi người kiếm. Ngon nè. Kết. Kết. Lên. Xem nhiều quá. Gì vậy? Gì vậy? Gì nè? Ghé không? Không nghèo không? Vậy mới chịu đó nha. Trời ơi. Rồi,
Lena xin chào cả nhà nha. Hẹn gặp cả nhà trong những video tiếp theo. Bye bye.